Anh em, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2019. Mình xin giới thiệu với anh em chiếc Ford Ranger XL bản thiếu 2017. Hôm nay mình quay cho anh em xem trực tiếp nhé. Đây, bản là bản XL, xe sản xuất 2017. Xe thì cam đoan với anh chị là không đâm đụng tai nạn gì. Xe được trang bị nắp thùng cao của anh chị em nhé. Bán tải máy dầu thì đi cực kỳ tiết kiệm. Em quay một vòng quanh xe cho các bác xem này. Xe đã độ rất nhiều đồ chơi như là cán bậc lên xuống này. Đấy. Xe bên em thì cam đoan là máy zin, số zin anh chị em nhé. Chiếc xe này tên tư nhân, một chủ từ đầu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi 0936265090 hoặc qua địa chỉ 36 Tô Hiểu, Trung Văn, Hà Nội xem xe anh chị nhé. Xe đã được trang bị ghế da, nội thất da của quay chắc ấy. Đây em quay chi tiết từng cánh cửa một rồi. Keo chỉ là zin này, không đâm đụng tai nạn này. Cho anh chị em xem tiếp nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi 0936 265 090 nhé. Xe số sàn 2 cầu nhé, 2 cầu hoạt động bình thường các bác nhé. Đây em quay cách cửa sau cho các bác. Khẳng định 100% là keo chỉ zin, không đâm đụng tai nạn. Đây, ốc cánh cửa capo các thứ zin hết nhé, chưa một đấu cà lê vặn này. Xe được trang bị nắp thùng cao các bác nhé. Nắp thùng cao thì các bác chở được nhiều đồ hơn. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi số điện thoại 0986265090 hoặc qua địa chỉ 36 Tô Hiểu để trực tiếp được xem xe và tư vấn nhé. Gầm sassi các thứ cực kỳ đẹp bác nhé. Cam đoan 100% xe không tai nạn ngập nước. Chiếc xe này là tên tư nhân, một chủ từ đầu. Bác nào có nhu cầu liên hệ em Lợi 0986265090 nhé. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0986265090. Chiếc Ford Ranger sản xuất 2017, tên tư nhân, một chủ từ đầu. Ford Ranger XL 2 cầu, số sàn máy dầu các bác nhé. Đấy, em quay cơ bản cái phần ngoài về vỏ và nội thất cho các bác. Ốc nguyên ban đai nguyên kiện chưa vặn này. Ốc còn zin từng con ốc. Nếu mà ốc đã vặn rồi là chắc chắn là có sự can thiệp. Còn đây ốc của bên em là zin, khẳng định zin 100%. Máy số zin nhé. Đây, sau đây em quay cho các anh chị em xem về cái máy. Cái máy xe của em nó cực kỳ chất. Đây, gầm máy khô reng đang còn sơn 7 màu này. Sơn 7 màu của nhà máy nhé. Xe được trang bị rất nhiều đồ chơi. Xe này của em là dán kính 3M rồi.
Ôi, chân phanh chân ga cực kỳ đẹp. Ô lăng cần số, cổ số đẹp lắm. Yeah. Đấy, ô lăng cổ số nguyên xùi luôn, sần nguyên. Cam đoan chiếc xe không tai nạn, đâm đụng gầm nước. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ. Ốc zin từng con luôn. Đây em quay cái máy cho các bác xem này. Máy em để nguyên không dọn nhá. Ốc cabo, ốc cánh, ốc cabo với ốc máy zin này. Đấy. Ốc cabo zin, carbon zin nhá, chưa đụng cà rê ra nhá. Cabo cánh cửa là keo chỉ zin này. Máy khô các bác nhá. Máy khô gen không thấm dầu. Từng két nước các thứ đang còn sơn bảy màu này, sơn của nhà máy còn zin các bác nhá. Đấy. Em quay trực tiếp cho các bác này. Không có một dấu hiện tượng gọi là thấm dầu gì ấy. Đây ốc cabo em quay cho các ốc đầu ốc ấy cam đoan 100% máy zin số zin không đâm đụng tai nạn. Đăng kiểm còn dài các bác nhá. Đăng kiểm đến 2020 đóng phí đồng bộ xong xong. Anh chị em nào có nhu cầu thì về rồi sẵn đi thôi. Đăng kiểm khám phí dài 2020 với hết. Đây em quay chi tiết từng cái dấu sơn từng con ốc trong máy, chưa bao giờ có một vết cà rê nào đụng chạm vào. Anh chị em nào có nhu cầu xin liên hệ với em Lợi 0986265090. Máy chạy êm ru luôn, máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm. Đây em nổ máy lên cho các bác xem. Điều hòa mát lạnh nhá. Điều hòa. Đây, em quay trực tiếp máy cho các bác nghe này. Máy dầu chạy êm ru luôn. Gầm cực kỳ đẹp. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ em Lợi 0986265090 hoặc qua địa chỉ 36 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội để được trực tiếp xem xe và tư vấn nhé.